Nằm trong khuôn khổ dự án nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, thông qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ, Cục Xúc tiến Thương mại Vietjet đã phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hải Dương và Bắc Giang tổ chức huấn luyện sông lưu huỳnh cho trái vải xuất khẩu niên vụ 2016. Tại khóa huấn luyện, các học viên có cơ hội trải nghiệm và luyện tập phương pháp này tại cơ sở đã được ban tổ chức bố trí. Chuyên gia đã hướng dẫn cách tách phân loại quả, xếp vào khay, cân đo, pha chế tỷ lệ lưu huỳnh, thời gian sông hơi, thời gian chờ và đưa vào phòng lạnh, vân vân. Tiến sĩ Michel Jahier-Pierre, chuyên gia giảng dạy tại khóa huấn luyện chia sẻ, sông hơi lưu huỳnh cho một số mặt hàng nông sản là yêu cầu bắt buộc đối với một số thị trường như EU và Trung Đông. Với công nghệ kỹ thuật không quá khó và chi phí đầu tư ít tốn kém, quả vải sẽ giữ được độ tươi nguyên trong vòng từ 5 đến 6 tuần. Do đó có thể vận chuyển bằng đường biển thay vì đường hàng không nên giá thành sẽ giảm đi rất nhiều. Dự kiến 500kg vải thiều đầu tiên do học viên thực hiện áp dụng kỹ thuật sông hơi lưu huỳnh sẽ có mặt tại Pháp trong một vài ngày tới.